Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với VNCNC. Lại là cuối tuần, mình sẽ tiếp tục video để trả lời những câu hỏi của bạn trên YouTube và chia sẻ cho mọi người những cái mình học được khi mà làm việc trong cái mảng thiết kế khuôn này. Đầu tiên là trả lời câu hỏi của bạn về cách chọn xi lanh thủy lực trên da siêu. Đấy, thì anh em vào cái lệnh này này. Các bạn chọn là mã của xi lanh thủy lực. Đầu tiên là những cái mã MOB, HOB. Tất nhiên là các bạn phải có nguồn mua bên Trung Quốc nhé. Này, hoặc là các bạn search được cái cơ sở mà bán những cái linh kiện này, mã này ở trên địa phận Việt Nam. Còn nếu không các bạn dùng xi lanh thủy lực của những cái hãng khác như kiểu là của Nhật Bản ấy, thì mình thấy nó khá là đắt. Thì để, nó có những cái chủng loại này MOB, HOB này, ZOOA. Thì cái loại dưới này nó sẽ hành trình của nó ngắn này, nhưng mà giá của cả của nó lại đắt hơn là cái loại thông thường này, loại tiêu chuẩn này. Đấy. Thì đầu tiên anh em cứ click vào này. Đây là cái thông số về đường kính này. Đấy. Đây là thông số về hành trình này. Còn đây là những cái kiểu chọn đầu của xi lanh. Mình sử dụng kích vào đây đi. Này, anh em có thể chọn này. Mình vừa thiết kế xong bộ khuôn này thì mình cũng đặt một con MB3250 hành trình 50. Đó. Đây là cái kiểu bắt của nó ở trên đầu này, anh em có thể chọn này. Đấy. Kiểu số 2 này. Kiểu số 3 này, được chưa? Đấy, còn đây là cái đường kính này. Cái hành trình này, được chưa? Khi mà anh em gọi hành trình cao lên thì cái chiều dài của cái piston nó cũng sẽ dài ra, được chưa? Đấy, thì đây là cái loại piston thông thường giá rẻ. Sang cái loại này này, anh em có thể thấy là cái hành trình của nó ngắn này, được chưa? Hành trình của nó chỉ có 10 đến 100 thôi. Đấy, cái thằng kia nhỏ, hành trình của nó nhỏ nhất là 50 đúng không? Đấy, tương tự những cái kiểu chọn đầu này. Đấy, cái loại này thì sẽ đắt gần như là gấp đôi cái loại cơ bản này. Đây, anh em gọi ra. Được chưa? Đấy, nó chỉ bé này. Thì đổi lại cái giá cả của thằng này đã đắt hơn, nhưng mà nó tiết kiệm không gian hơn, bố trí hợp lý hơn. Là thằng này nó chỉ có hành trình từ 50 trở lên, rồi thằng này có thể hành trình 10. Tuy nhiên là trong quá trình mà thiết kế thì mình cũng tối ưu, mình chỉ chọn những cái mà rẻ thôi. Giả dụ như cái hành trình của con này nó chỉ 10 thôi là đủ này, nó chỉ thoát cái under này ra. Đây, như anh em có thể thấy này, cái under này của mình nó để rất ngắn thôi, được chưa? Nó chỉ 2.5 thôi, hành trình 10 là đủ rồi. Nhưng mà khi mình gọi một cái hành trình 10 là tất nhiên là nó sẽ tối ưu, nó sẽ nhỏ gọn, nhưng mà mua cái đấy nó sẽ đắt gấp đôi, được chưa? Nên là mình chọn cái loại này. Rồi thì tiếp theo nữa là một cái kiến thức mà mình mới tìm hiểu được, được chia sẻ lại nhé. Đó là về cái khuôn ba tấm này. Ở khuôn ba tấm thì nó có một thêm một cái thông số khi mà anh em chọn cái leader pin này, cái chiều dài của nó ra đến ví dụ mình để đến 200 đi. Đấy. Thì cái thông số này anh em nhìn này, thông số này nó phải nhỏ hơn 0.2 nhá. Nếu mà lớn hơn 0.2 thì sẽ báo đỏ luôn, kinh ảnh thì mình sẽ dịch cho nó là cái gì. Đây nha, anh em có thể thấy nó báo nó trụ dẫn hướng quá nhỏ và tấm chữ A quá nặng. Đại loại là anh em có thể hiểu là khi mà cái leader pin này nó có dài quá này, mà hành trình mở của anh em thì cái tấm những cái tấm khuôn này đấy, nó nặng, dẫn đến việc cái leader pin này nó không thể giữ được đấy. Cái số này nó nhỏ 0.2 thì là ok, nên lớn 0.2 sẽ báo đỏ lòm lên. Đấy, chính vì vậy nó ra một cái loại mobile ba tấm mà có thêm bốn cái guide pin, là lý do. Vì vậy anh em mà chọn cái quá trong quá trình mà chọn mobile ấy, mà thấy cái thông số này của nó này, đấy, nó báo đỏ lòm lên như này, thì anh em đổi sang cái loại
khuôn 3 tấm, một bề 3 tấm có 4 thêm 4 cái đầu pin nhá. Thì để dễ hiểu, nôm na là anh em xây nhà. Nhà anh em to, cao hơn đúng không? To hơn nhá. Thì anh em phải xây nhiều cọc hơn. Đấy. À, khi mà anh em thấy một cái thông số của anh em mà nó đỏ đấy thì anh em mà chọn sang cái mã khác nhá, mã DC này. Đấy, nó có thêm 4 cái pin này, ngoài lít pin ra nó có thêm 4 cái pin cho anh em đó. Đấy, cái thông số của nó này, anh em mình nhìn vào đây. Cuối cùng thì mình xin phép được giới thiệu kênh TikTok VNCNC của mình. Nếu mà anh em mà theo dõi YouTube của VNCNC từ trước đến giờ đúng không? Thì anh em có thể cho mình xin một follow ở kênh TikTok VNCNC nhá. Kênh TikTok VNCNC này mình sẽ update những cái video về làm khuôn hàng ngày, được chưa? Từ của mình và từ của anh em học viên. Đó. Nếu mà anh em thấy video hay, hữu dụng thì cho mình xin một like, một share, một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé.